Để đảm bảo tiến độ công trình, ngay sau khi bão tan, nước sông Hồng rút, một số nhà thầu tại Hưng Yên đã quay trở lại thi công các dự án giao thông trọng điểm. Ghi nhận tại dự án đường song hành thuộc đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Nhà thầu là công ty cổ phần Lizen đã tổ chức 7 mũi thi công tuyến và các công trình cầu, cống trên tuyến. Do ảnh hưởng của bão lũ, những ngày qua, các mũi thi công tập trung bơm thoát nước tại một số tuyến đường nhánh để cho máy móc, thiết bị và người lao động có thể vào địa điểm thi công. Tiếp theo đó, tập trung các phần việc như khoan cọc, xây mố trụ cầu, đào đắp cát nền đường, thi công mương tãnh các công trình cống trên tuyến, đào khuôn và đóng cọc tre. Sau khi mưa bão xong, mặc dù là mực nước chưa rút nhưng mà nhà thầu vẫn đồng loạt triển khai thi công 7 mũi như giai đoạn trước bão lũ và vẫn đảm bảo anh em tăng ca để bù lại cái tiến độ ảnh hưởng mưa bão như vậy. Thời gian này đấy, tất cả các vị trí ao hồ ngập nước là nhà thầu bơm tát nước thường xuyên, khơi thông dòng chảy, đắp bao và triển khai công tác đào đắp bình thường. Thì trong quá trình trước bão lũ là nhà thầu đã nắm tình hình và đã có cái khối lượng tập kết cát dự phòng. Qua 10 tháng triển khai thi công xây dựng đường song hành, nhà thầu Lizen đã huy động được trên 200 kỹ sư công nhân và hơn 80 thiết bị máy móc và các dây chuyền máy móc để tổ chức thi công. Đến nay, khối lượng thi công các hạng mục chủ yếu đạt được đào nền hơn 23/33 km, đắp nền hơn 22/33 km, xử lý đất yếu 7.5/9.58 km, thi công 2/5 công trình cầu, 40/174 vị trí cống ngang thoát nước.